COVID-19 những con số đáng báo động. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2021, thế giới đã có 173.750.602 ca mắc COVID-19, có 3.737.187 ca tử vong và lan rộng trên 222 quốc gia vùng lãnh thổ. Đợt dịch này phức tạp, khó lường, mạnh hơn và nhanh hơn. Tại Việt Nam, có 8.682 ca mắc COVID-19, 53 ca tử vong. Và tại Bà Rịa Vũng Tàu có 121 ca mắc COVID-19 và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang hết sức tập trung và quyết liệt bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện cách ly và giám sát cộng đồng 1.512 trường hợp. Đợt dịch này sẽ đi qua và chắc chắn một điều sẽ đi qua. Nếu như tất cả chúng ta cùng chung tay chống dịch.